này thiện hiện kẻ trụ vào hữu tưởng nhất định chẳng có thể tu pháp không quên mất tánh luôn luôn xả vì sao này thiện hiện vì kẻ trụ vào hữu tưởng chắc chắn sẽ chấp có ngã và ngã sở do sự chấp này mà trước vào nhị biên vì trước vào nhị biên nên chẳng giải thoát sanh tử không đạo không niết bàn thì làm thế nào có thể như thật tu pháp không quên mất tánh luôn luôn xả này thiện hiện, kẻ trụ vào hữu tưởng nhất định chẳng có thể tu trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì sao? Này thiện hiện vì kẻ trụ vào hữu tưởng chắc chắn sẽ chấp có ngã và ngã sở. Do sự chấp này mà trước vào nhị biên, vì trước vào nhị biên nên chẳng giải thoát sanh tử, không đạo, không niết bàn. Thì làm thế nào có thể như thật tu trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng? bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn cái gì là hữu cái gì chẳng phải là hữu phật dạy này thiện hiện nhị là hữu bất nhị chẳng phải hữu bạch thế tôn thế nào là nhị thế nào là bất nhị này thiện hiện tưởng sắc là nhị tưởng sắc không là bất nhị tưởng thọ tưởng hành thức là nhị tưởng thọ tưởng hành thức không là bất nhị này thiện hiện, tưởng nhãn xứ là nhị, tưởng nhãn xứ không là bất nhị, tưởng nhĩ tĩ thể thân ý xứ là nhị, tưởng nhĩ tĩ thể thân ý xứ không là bất nhị, này thiện hiện, tưởng sắc xứ là nhị, tưởng sắc xứ không là bất nhị, tưởng thanh hương vị xúc pháp xứ là nhị, tưởng thanh hương vị xúc pháp xứ không là bất nhị này thiện hiện tưởng nhãn giới là nhị tưởng nhãn giới không là bất nhị tưởng nhĩ tĩ thể thân ý giới là nhị tưởng nhĩ tĩ thể thân ý giới không là bất nhị này thiện hiện tưởng sắc giới là nhị tưởng sắc giới không là bất nhị tưởng thanh hương vị xúc pháp giới là nhị tưởng thanh hương vị xúc pháp giới không là bất nhị này thiện hiện tưởng nhãn thức giới là nhị tưởng nhãn thức giới không là bất nhị tưởng nhĩ tĩ thể thân ý thức giới là nhị tưởng nhĩ tĩ thể thân ý thức giới không là bất nhị này thiện hiện tưởng nhãn xúc là nhị tưởng nhãn xúc không là bất nhị tưởng nhĩ tĩ thể thân ý xúc là nhị tưởng nhĩ tĩ thể thân ý xúc không là bất nhị này thiện hiện tưởng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là nhị tưởng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không là bất nhị tưởng các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra là nhị tưởng các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra không là bất nhị